Trong những ngày qua, tình hình hạn mặn tại Tiền Giang diễn biến phức tạp, đe dọa vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản phía Tây của tỉnh, trong khi ngoài sông độ mặn tăng cao, còn trong ao mương vườn nước ngọt cạn kiệt. Do thiếu nước tưới, nhiều khu vườn trồng sầu riêng chuyên canh nổi tiếng ở huyện Cai Lậy đã có biểu hiện suy kiệt, sơ xác, chết cành. Trước tình hình trên, để tránh thiệt hại, nông dân các vùng chuyên canh tỉnh Tiền Giang đang áp dụng mô hình dùng bạt ni lông trải trong ao mương trữ ngọt kết hợp tưới tiết kiệm nước nhằm phòng chống hạn mặn cho vườn cây ăn quả. Nông dân ở đây là nước mặn vô nay cũng cỡ nửa tháng rồi đó. Bây giờ một số là để trái, giờ người ta không có nước, người ta phải bơm lên đặng mà tưới. Chứ còn không có tưới thì chết cây. Còn mấy người ta cắt trái rồi thì người ta phải chịu để đó chứ giờ làm sao giờ. Chứ hồi giờ miễn mua nước tưới thì bao nhiêu cho đủ. Làm nước ngọt này thì tôi mua bạc. Bạc bề ngang 6 thước, bề dài 50. Thì chứa được 80 khối nước. Tưới nhỏ giọt thì 80 khối này tưới có thể 5 công đất tưới được 3 cử. Thì hiệu quả mình có nước thì nó không rút rồi. Vô bạc thì nó ở dưới luôn chứ không có rút, không mất nước. Xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy gồm quần thể những cù lao nằm trên sông Tiền, diện tích canh tác trên 1.600 ha, chủ yếu là vườn chuyên canh sầu riêng đặc sản, mỗi năm cho sản lượng trên 35.000 tấn quả, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Hiện nay, cù lao Ngũ Hiệp đã bị bao vây giữa bốn bề nước nhiễm mặn. Theo ghi nhận, 30 hộ nông dân nơi đây đã áp dụng mô hình dùng bạt ni lông trữ nước tưới. Để phục vụ sản xuất nông nghiệp thì trong đó là vận động người dân là trải các cái mũ bạc hoặc là cái túi bạc để trữ nước ngọt, còn thời điểm mà nếu sử dụng hết thì có thể là người dân thuê xà lan đến những cái vùng mà nước không có bị nhiễm mặn, mua nước ngọt về tận tưới cho một số cái diện tích mà cây đang cho trái cũng như là đang chuẩn bị cho thu hoạch. Theo dự đoán, vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản tại đây sẽ còn phải đối mặt với mặn xâm lấn trong các kỳ chiều cường cuối tháng 2 và trong tháng 3 tới. Xã Ngũ Hiệp đang triển khai khoan một giếng tầng sâu và nạo vét khẩn cấp hai tuyến kênh mương nội đồng với mục đích trữ ngọt tại hai ấp Hòa Hảo và Hòa Thinh, giúp nhân dân bảo vệ vườn cây an toàn trong mùa hạn mặn năm 2020. Còn trong tương lai, cần phải có những giải pháp giảm nhẹ thiên tai một cách căn cơ hơn để bảo vệ vùng chuyên canh.